Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại nha. Địa chỉ là số 6-9 đường số 44, phường 14, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Mọi chi tiết, thông tin liên lạc á, mình có để dưới phần mô tả video, anh em tham khảo dưới phần mô tả video nha. Thì bên mình thì nói chung là điện thoại mình khá là nhiều dòng luôn, nên đôi khi cấu hình chi tiết thì mình không có nhớ rõ nha mọi người. Anh em nào muốn mua dòng máy gì thì mình search Google lại nhé, sẽ dễ ra được dòng máy mà. Cấu hình pin đồ mọi thứ cho nó dễ nha. Bên thì mình bán máy cũ, mình chỉ báo giá ở con đó tình trạng đẹp bao nhiêu phần trăm thôi nha. Hôm nay thì mình nói chung là về số máy giới thiệu tất cả mọi người luôn nha. Đầu tiên là cây Samsung A22 RAM 6128 3,5 triệu nha. Con này thì máy tầm 97%, còn bảo hành tới tháng 9 2022 nha. Bảo hành dài nha mọi người. Oppo Reno 5 máy 98 nha, 4.750.000 thôi. Nói chung là máy còn tương đối đẹp. Oppo Reno 6 5G 7.3 triệu nha, máy đẹp 98%. Con này thì chạy con chip Dimensity 900U RAM 8. Ủa nhớ trong là 128GB nha, màn hình OLED Full HD. Realme C21i RAM 4GB nha, cây này là máy mới 100%. Chỉ có mua ra thôi, chưa có sử dụng nha. Con này thì nói chung là pin khá là khỏe, chắc 5 hay 6 ngàn. Màn hình 6.5 nha, vân tay. Giá bán của bên mình là 3.150.000. Realme C21i nha. Xiaomi Redmi K40 RAM 6128 máy full box, đẹp 99 nha. Con này thì màn hình OLED, chạy con chip Snapdragon là 870 nha. Con chip này thì cực kỳ mạnh luôn. Anh em nào chiến game thì vô đói. Máy đẹp keng, full box, sạc 67W nha. Những con trong box này mình mới có sạc riêng nha, còn những con ngoài thì bên mình sẽ tặng sạc cho anh em là Samsung hoặc là Apple nha. Con này bên mình bán với giá 6.500.000 nha, K40 RAM 6128. Oppo Reno 6Z 5G full box nha, 5.950.000 Reno 6Z. Đầy đủ phụ kiện zin, ngoại hình đẹp nha. Màu đen Reno 6Z 5G 5.950.000 nha, full box. Đầy đủ phụ kiện zin nha mọi người. Những cái này thì nói chung hàng chính hãng, bảo hành rất là dài luôn, bảo hành còn từ 7 cho tới 8 tháng chính hãng nữa nha. Xiaomi Mi 11T, con này thì 8128 nha, RAM 8GB. Máy đẹp 99, 7.7 triệu, full box, sạc zin của nó là 67W nha. Con này thì chạy chip Dimensity. Xiaomi Mi 11T nha, bản chính hãng nha mọi người. 7.7 triệu. Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha, Note 11 Pro. Những con máy bây giờ thì nó thiết kế rất là vuông vức. Máy rất là đẹp nha, ngoại hình thì tầm 99, chưa có trầy xước gì hết. Giá bán của bên mình là 6.750.000 nha, Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha. Bên mình bán hàng thì kèm cho anh em phụ kiện cáp sạc. Có những máy có tai nghe và những máy không có tai nghe nha. Thì chính sách bảo hành là 3 tháng một lỗi một. Anh em ở tỉnh thì mua thì vui lòng cọc cho bên mình trước phí ship nha. Con này Samsung A72 máy đẹp keng, RAM 8 bộ nhớ trong 256GB full box luôn nha, có phụ kiện zin. Giá bán của bên mình là 6.850.000 nha, A72. Samsung Note 20 Ultra 4G hàng chính hãng, máy đẹp 99 nha. Con này thì màu đồng, giá bán của bên mình là 14 triệu full box nha. Còn máy mà không có full box thì sẽ rẻ hơn 400.000 nha, là 13.6 Note 20 Ultra bản 4G. Samsung Note 20, con này hàng chính hãng, máy đẹp 99 nha, màu xanh. Giá bán của bên mình là 9.650.000 Note 20 nha. Hàng chính hãng đã hết bảo hành, ngoại hình thì còn đẹp nha mọi người. iPad Pro 10.5 inch bản 256GB nha, giá bán là 7.7 triệu, 256GB 10.5 nha, màn hình khá là to luôn. iPad E2 nha, màn hình đẹp, Wi-Fi. Con này bản cao nha mọi người. 64GB nha. iPad E2 64GB, giá bán là 3.9 triệu nha, bản Wi-Fi, ngoại hình đẹp 99 nha, ốp lưng nó hơi tàn thôi. iPhone 11 128GB pin 86 nha. Giá bán là 8.450.000, 128GB mà chỉ có 8 triệu mấy thôi nha, tại vì nó hơi trầy tí nha.
128GB iPhone 11 nha, màu đen. Mình có một cái iPhone 11 128GB, máy thì tầm 97-98% nha, hàng chính hãng, còn bảo hành thế giới di động là tới tháng 9 nha. Giá bán của bên mình là 10,5 triệu. Cái này thì bản Mỹ quốc tế, giá khóa là rẻ luôn nha mọi người, 128GB mà 8X là rất là rẻ luôn. iPhone 7 LED 256GB pin 83, giá là 4,550,000 nha, 7 LED nha. iPhone 7 LED cũng 256GB, cây này màu đen, 4,2 triệu, máy hơi trầy nhẹ nha. XS Max 8,4 triệu, màu đen, pin 85, máy thì 98 nha, ngoại hình thì dăm nhẹ nha. iPhone 11 Pro bản ZA nha, bản ZA này mình nhớ không lầm là bản 2 SIM nha mọi người. Pin thì còn 91 luôn, chỉ có 11 triệu thôi, 11 Pro. 11 Pro thì mình có 3 màu nha mọi người, đen, xanh và gold. XS Max gold, pin 86 nha, 9,350,000. XS Max thì mình có bản 256GB, pin thì còn 83 nha. Mình sẽ bán cái đó với giá là 9,650,000 nha, màu gold luôn. Máy tính bảng Huawei nha, con này thì màn hình khá là đẹp luôn, màn hình độ phân giải tới 2K. Nhưng mà con này thì bây giờ nó không có CH Play nha, anh em tải bằng cái app của thằng Huawei nha mọi người, Huawei MediaPad. Nó chạy con chip Kirin là 810 nha, RAM 4 và nhớ trong là 64GB nè. Màn hình độ phân giải là 2000x1200 nha. Máy thì còn bảo hành chính hãng tới tháng 9 nha. Ngoại hình thì đẹp keng, giá bán của bên mình là 3,1 triệu nha. MediaPad nha mọi người, 3,1 triệu. Màn hình con này tầm 10 inch nha, 10 hoặc là 10.5 gì đấy. Pin thì khá trâu bò luôn. Winmax Star 5, RAM 3 và nhớ trong 64, 1,950,000 Winmax Star 5 nha. Realme C2 RAM 2 bộ nhớ trong 32, 1,6 triệu nha. Realme C3 RAM 3 bộ nhớ trong 32, 1,9 triệu, máy đẹp 98 nha. Winmax Joy 3 RAM 2 bộ nhớ trong 32GB, máy đẹp 99, 1,6 triệu. Winmax Aris Pro 3,8 triệu nha. Aris Pro thì chạy chip Snapdragon là 730. Màn hình là camera trước là ảnh dưới màn hình nha. Con này là Winmax Joy 3 RAM 4, máy thì ngoại hình hơi trầy. Giá bán chỉ có 1,6 triệu thôi, Joy 3 nha. Realme C17 RAM 6 128, pin 5000, kính camera nó nứt nhẹ nha, không ảnh hưởng tới chụp hình. Giá là 2,750,000 nha. Winmax Acti 3 RAM 4 như trong 64, máy 97%, giá bán là 2,4 triệu nha. Mình có cây RAM 6, máy đẹp 99 là 2,450,000 nha. Cây này Realme C21i RAM 4 như trong 64, 2,8 triệu, máy đẹp 98% nha, bản RAM 4GB. Realme 7i 8128, máy 97, 3,450,000, máy đẹp 98, giá là 3,6 triệu nha. Con này là Winmax Aris RAM 6 bộ nhớ trong 64, mình có màu đen và màu xanh này nha. Màu đen chứ màu xanh, màu đen đây. Màu xanh này RAM 6 giá là 3,5 triệu, máy đẹp ghê. Realme 8 5,250,000, mình có màu xám đây nè. Đây và màu xanh, máy đẹp 99, Realme 8 nha. Realme 8 Pro nha mọi người, 5,250,000, màu xanh với màu đen. Còn Realme 8 thì mình có màu bạc và màu đen, giá bán của bên mình chỉ có 4,5 triệu thôi nha. Máy thì đẹp 99, ngoại hình thì 99 nha, nguyên zin, chưa qua sửa chữa. Con này là con Samsung Note 10 Lite, máy 97%, viền nó hơi trầy trầy tí, giá là 5,250,000. Samsung A12 RAM 6 128 nha, màu đen, 3,250,000 nha. Mình có bản RAM 4 128, giá bán là 2,950,000.
Galaxy S21 5G 9,2 triệu nha, máy 97%. S21 5G. Mình có máy 99% màu trắng, giá bán của bên mình là 10 triệu. 10 triệu nha. Hôm nay giảm giá còn 10 triệu thôi. Samsung Note 10 5G 5,8 triệu, máy đẹp nha. Con này thì mặt lưng nó còn dáng nha mọi người. Samsung A31 6128 3,4 triệu, máy thì 98% A31 nha. A31 thì màn hình OLED, vân tay trong màn hình. Con này là con A51 RAM 8 luôn nha, giá bán là 4,1 triệu. Con này thì máy đẹp 98 nha, nguyên zin luôn. Samsung Galaxy Note 10, con này Note 10 hàng chính hãng nha, Note 10 chính hãng 6,4 triệu, máy thì đẹp 98,99% nha. Note 10 chính hãng, hai sim nha. Galaxy A52 5G, con này thì máy hơi trầy tí, giá là 5,1 triệu nha. A52 5G. Samsung S20 FE RAM 6 128, máy đẹp 99, con này thì chạy chip Exynos nha. Bản 2 SIM là 7,2 triệu và bản 1 SIM bên mình bán với giá là 7 triệu. Samsung A52 RAM 8 128, máy 97 nha. Con này thì máy 97-98%, giá bán là 5,5 triệu. Samsung A52, máy đẹp ken, màu tím nha, đẹp ken, 5,8 triệu. A52S 5G nha, máy đẹp ken, 6,5 triệu nha. A52S 5G, mình có màu đen và bạc nha. Màu đen và màu tím và màu xanh nha, màu xanh như ngọc này. A52S 5G có 3 màu nha, 6,5 triệu thôi, đồng giá. Samsung A51 RAM 6 128 3,750,000, máy 98% nha. Samsung A10 2 bộ nhớ trong 32GB 1,5 triệu, máy đẹp. S20 hàng Việt Nam nha, 7,2 triệu. S20 con này là con Galaxy A02 nha, RAM 3 bộ nhớ trong 32, 1,950,000. Con này thì pin trâu, màn hình to, giá thì cực kỳ đều. Galaxy S10 LED 2 SIM chính hãng nha, 6,4 triệu, màu bạc đa sắc, ngoại hình đẹp ken. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 13 triệu nha, 13 triệu thì con này màu đen, máy thì tầm 98 nha. 13 triệu hàng chính hãng 2 SIM nha mọi người. Note 20 Ultra 4G. Samsung A03s nha, con này bản RAM 3 bộ nhớ trong 32GB 2,5 triệu. Samsung A51, cây này hơi trầy nhẹ nha, 3,6 triệu nha. A51. Samsung Note 20 Ultra phiên bản 4G. Con này hình như là còn bảo hành nha, máy thì hơi trầy, giá là chỉ có 12,5 triệu thôi. Note 20 Ultra 4G, máy nó trầy tí nha, còn bảo hành luôn nha mọi người. Samsung Note 10 LED bản Mỹ thì sẽ chạy chip Snapdragon nha. Con này thì giá bán của bên mình là 7,7 triệu, máy nguyên zin. Note 10 LED bản Mỹ nha. A51 hơi trầy, máy 97 thôi, giá bán của bên mình là 3,4 triệu. A51 nha. Galaxy S20 Ultra bản Mỹ 8,6 triệu nha, bản Mỹ. Máy 97%, S20 Ultra nha, camera nó zoom tới 100x nha. Samsung Note 20 RAM 8 màu như trong 256GB 9,2 triệu thôi. Galaxy A52s 5G nha, màu đen 6,5 triệu. Máy 99 nha, còn bảo hành hãng. Samsung A12 RAM 6 màu xanh 3,250 RAM 6GB. Galaxy A51 6128 nha, 3,750,000. Samsung Galaxy Note 10 LED 5G sách tay Hàn Quốc nha. Cây này thì máy 97, 7,4 triệu thôi, máy 97% nha. Những cái Note 10 LED này thì vừa đang lên giá nha mọi người, 7,4 triệu nha, tại vì phí vận chuyển về nó cao.
Galaxy S20 Lut, S21 Lut nha, máy đẹp keng 11 triệu rưỡi. Mình có màu đen và màu bạc nha, S21 Lut. Samsung A22 5G. Máy thì tầm 97% nha. 3.850.000. Xiaomi Mi 11 Lite 4G nha, 4.950.000 Mi 11 Lite 4G. Máy đẹp 99 nha. Samsung Note 10 Lite, RAM 8 128, con này thì vỏ nó hơi trầy, giá là 4.750.000 Note 10 Lite nha. Con này là con Vivo i12s, RAM 3 bộ nhớ trong 32GB, 2.400.000. Oppo A74 nha. Máy đẹp 98%, giá là 4.150.000 nha. Mình có hai màu, con này có màu đen và màu xanh này nha. Mình có A74 5G nữa nha, giá là 4.400.000, máy đẹp 99. A74 5G. Xiaomi Redmi 9T, RAM 4 bộ nhớ trong 64, 2.800.000 nha, Redmi 9T. Xiaomi Mi 11T Pro, RAM 12 bộ nhớ trong 256GB nha, chip 888. Con này thì mình sẽ giảm giá cho anh em là 9.350.000 nha, giảm giá 300k. Mi 11T Pro 9.350.000 nha, bản RAM tới 12GB. Samsung A52 5G 6 triệu nha, máy đẹp 98%. Oppo Reno 5A, RAM 6 128 nha, 4.500.000 Reno 5A. Poco X3 Pro, con này cắn nhẹ một xíu ngay chỗ góc này nha. Đây, con này bản RAM tới là 8, bộ nhớ trong 256GB nha, 4.350.000 X3 Pro nha, giá rẻ cho anh em chiến game. Samsung Note 10 Lite, màn hình nó lưu ảnh nhẹ nha, 4.850.000 10 Lite. Xiaomi Redmi Note 9S, RAM 6 128, máy đẹp 99 nha, 3.650.000. Oppo F11 RAM 6 bộ nhớ trong là 64GB, 2.900.000, máy đẹp 98 nha. Oppo Reno 6Z 5G, RAM 8GB, 5.750.000. Đối với màu đen, màu bạc thì hết hàng, còn một màu duy nhất màu đen nha. Con này là Oppo A54, RAM 4 128, 3.350.000 nha. Galaxy Z Flip 3, hôm nay mình bán với giá là 14 triệu nha. Galaxy Z Flip 3, hàng chính hãng Samsung Việt Nam, bảo hành dài nha. iPhone 11 pin 85, hàng VN nha, chính hãng, giá là 9.850.000 thôi, giảm giá 100k nha. iPhone 11 tím máy 97, 8.850.000 pin 85. Những cái này là nguyên zin hết nha mọi người. iPhone 11 Pro đây, bản 256GB giá là 12 triệu và bản 64GB là 11 triệu nha, iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro Max màu đen, máy đẹp keng nha. Con này là bên mình bán với giá là 14 triệu, 11 Pro Max. Con này là iPhone XR 64GB, 6 triệu nha, XR. iPhone 11 nha, giá bán là 8.650.000, pin thì còn 84, máy thì 98% nha, ngoại hình nói chung là còn tương đối đẹp. Samsung Note 10 Lite 5 triệu, con này thì máy tầm 97-98 nha. Samsung Note 10 Lite. Galaxy S20 FE, cái kính camera nó bị nứt một xíu nha, nhìn không thấy đâu, giá là 6.900.000 thôi, viền nó cũng cắn, con này thì tầm 95% nha. Hàng chính hãng, RAM 8 bộ nhớ trong là 256GB. Vivo i50 8128, máy 98 nha, 3.350.000. Oppo A5 2020 nha, 2.500.000 nha mọi người. Oppo A52s 5G nha, mình có hai màu tím và màu đen, 6.500.000. S21 FE 5G, RAM 6 128, 10.200.000 nha. Nokia 5.3, RAM 4, RAM 3 bộ nhớ trong 64, 2.150.000 nha. iPhone XR Lock, máy nguyên zin nha, ngoại hình đẹp, đẹp 99 á, 5.250.000 XR Lock nha, chỉ có 5250 thôi. Cây này thì mình đã fit lên thằng quốc tế rồi, anh em xài như quốc tế nha.
Hiện tại nó là quốc tế, đi to lại nó mới thành lắp thôi. Con này là con Bitson RAM 6 của nhớ 128, 3 triệu 3 nha, Bitson. Vivo i53s 4.250.000, máy đẹp 98 nha. Cây này là cây Oppo A74 4150. A74 mà bản 5G là 4.4 triệu nha, 4.4 triệu. Xiaomi Redmi 9T RAM 4.164, những cái này là máy mới nha, không có bóc nha. Giá bán của bên mình chỉ có giá là 3.2 triệu. Vivo V20 4.3 triệu nha. V20. Oppo A74 5G đây, máy đẹp nha. Giá bán là 4.4 triệu. Còn máy hơi trầy như thế này thì bên mình chỉ bán giá với giá là 4 triệu nha. A74 5G. Cái bản 5G thì nó sẽ có thêm một camera nữa nha. Còn A74 thì nó chỉ có 3 cam thôi. 5G sẽ thêm một cam. Realme 7 Pro nha, 4.350.000, máy đẹp 99. Vivo V21 nha, V21 đây, 5.500.000, Vivo V21. Vivo i72 5G, cái này hơi trầy, giá là 4.250.000, i72 5G. Oppo Reno 5, máy này hơi trầy tí nha, Reno 5, 4.850.000. Oppo A52 3.500.000 nha, máy đẹp. A55 giá bán của bên mình là 3.600.000. Oppo A55. Oppo A91 máy đẹp nha, 3.500.000. Oppo A95 này, máy đẹp keng, mình có màu đen và màu trắng này nha, giá bán là 4.800.000. A95. Vivo X50 5G nha, 5.350.000. Vivo X50 5G. Vivo i21s RAM 4128 nha, 3.450.000. Vivo i17 RAM 4128 nha, 2.050.000. Màu thì rất là đẹp nhưng mà cái lưng này nó hơi dăm tí nha, hơi bị trầy, cho xài ướt. Vivo i19 nha, máy đẹp 98%, 2.850.000. RAM 6128, màn hình 6.5, pin 5000. Vivo i19 nha. Vivo i15s RAM 3 của như trong 32, 2.550.000 nha. Vivo i1s 1.600.000, máy đẹp. Vivo V19 Neo 3.700.000 nha, V19 Neo. Vivo i21s camera 50 chấm RAM 6128 3.650.000 nha. Vivo i20 4.164 2.600.000. Oppo A73 nha, máy đẹp 99, 3.700.000, RAM 6128, máy đẹp keng nha mọi người, không thấy vết trầy luôn. Oppo A95 đẹp keng đây, 4.800.000 nha, màu đen. Oppo A74 5G màu bạc nha, đẹp keng đây, 4.400.000. A74 5G, RAM 6128 nha, chip 480 có 5G. Con này là Oppo A15 máy đẹp nha, tầm 98, 2.550.000. Oppo A92 RAM 8128 máy 97 nha, 3.400.000. A92. Oppo A53 máy hơi trầy tí nha, 2.750. A53. Cái vỏ này thay rất là rẻ nhưng mà mình để zin mình bán rẻ xíu nha. Oppo Reno 5 máy đẹp keng đây, 4.850.000 nha. Oppo A92, con này màu tím nha, máy cũng hơi dâm, hơi trầy, 3.400.000. Oppo A74 5G, A74 thôi nha, máy đẹp 98, 4.150.000. A55 máy đẹp keng nha, 3.600.000. Oppo A55. Oppo A9 2020, con này thì
nó hơi trầy tí, hơi trầy cái vì nha, giá chỉ có 2.850.000, RAM 8GB nha, 29/2020. Oppo Reno 6Z 5G 5.750.000. Oppo A73 nha, bản RAM 4 3.350.000 A73. Oppo A52 3.450.000 nha, máy 98%, có thể nhẹ nha. Oppo Reno 2F RAM 8 128 3.750.000. Con này mặt lưng nó dán nha, mặt lưng thì còn đẹp ken này. Ken nha. Reno 2F. Xiaomi Redmi 10 RAM 4 GB 3.2 Redmi 10. Xiaomi Redmi Note 10 Pro nha. 4.850.000 màu đồng, máy đẹp 99, RAM 6 128GB nha. Xiaomi Redmi 7 RAM 3 GB 32, máy 97, 1.500.000. Redmi 7 nha. Con này là con Mi 10T Pro 5G RAM 8 256 7.000.000. Máy đẹp 98 nha. Xiaomi Redmi Note 9 4128 3.150.000 nha. Mi 10T Pro. Con này thì máy đẹp 99, RAM 8 128 nha, 6.900.000. Xiaomi Redmi Note 7 RAM 4 GB 64 2.1, máy đẹp 98%. Xiaomi Redmi 9A nha, RAM 2 GB 32, máy đẹp 98% luôn, 1.650.000 nha. Xiaomi Mi 8 nha, con này thì nứt lưng, con này là Mi lao ẩn nha, không reset được, giá chỉ là 1.900.000 thôi. Xiaomi Redmi 9T RAM 4 GB 64 2.800.000 nha. Redmi 9T. Redmi Note 8 Pro RAM 6 GB 64 2.900.000 nha. Note 8 Pro. Xiaomi Redmi 10 RAM 4 128 nha, bản 128GB 3.450.000. Giá 100k nha. Xiaomi Redmi Note 10 5G RAM 4 128 3.900.000. Xiaomi Redmi Note 9S nha, 4.250.000 Note 9S. Xiaomi Redmi Note 11 4128 nha, 3.800.000. Redmi Note 11. Con này là con Xiaomi Redmi Note 10 Lite 4150. Con này là RAM 8 128, sườn nó hơi dâm, hơi cắn nhiều với lại nứt cái lưng. Xiaomi Redmi Note 9 Pro RAM 6 GB 64, máy đẹp 99 nha, 3.850.000. Xiaomi Redmi K30 5G 3.250.000 nha. Con này thì màn hình nó có một cái chấm sáng nhỏ thôi, mình nhìn không thấy luôn nha. Đây, mình nhỏ tí thì tí thôi. 3.250.000 thôi. K30 5G. Xiaomi Redmi Note 10S RAM 8 128 nha, 4.350.000 nha. Rồi, anh em có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình. Số điện thoại hay địa chỉ cửa hàng mình có để dưới phần mô tả video nha. Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể qua bên mình xem máy trực tiếp. Còn ở tỉnh thì vui lòng cọc cho bên mình trước phí ship, mình ship hàng rồi anh em được test máy, kiểm tra máy ok rồi nhận. Bên mình thì sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng một đổi một nha. Đối với hàng chính hãng, hàng xách tay thì sẽ bảo hành cho anh em 1 tháng nha. Anh em mua hàng thì vui lòng mình tham khảo hết những cái chính sách bảo hành của bên mình nha. Còn anh em muốn coi tình trạng máy thì cứ nhắn tin qua bên Zalo, số điện thoại mình có để dưới phần mô tả video đó, anh em có thể nhắn tin qua Zalo, chụp ảnh rồi thì mình sẽ gửi chi tiết máy cho anh em. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình, nhớ cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop mình nha.